hồi hộp, gay cấn nhưng cũng rất hài hước. Các em hãy cùng cười thả ga với bộ phim hoạt hình Anh Em Nhà Dayton. Thay vì cố gắng cải tạo tốt trong tù, anh em nhà Dayton lại ra sức tìm mọi cách để vượt ngục. Họ tưởng chỉ cần mưu mẹo và sự can đảm là đủ. Nhưng sau những thất bại liên tiếp, họ có vượt ngục thành công hay không? Mời các bạn và các em đón xem bộ phim Anh Em Nhà Dayton trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.